ngồi trên ghế nhà trường học cho ngoan, thật là giỏi để về cho ba mẹ tự hào là con tôi học bác sĩ, con tôi học y tá gì đó, nói về cho ba mẹ cảm thấy vui và tự hào, đúng chưa? Là tròn trách nhiệm của một người công dân là đất nước chúng ta ai cũng được đi học đại học hết, được chưa? Nhưng mà chúng ta phải tròn vai với cuộc đời của chính mình, giỏi hay không giỏi, thành công hay không đâu thì chỉ có chính bản thân mình biết thôi, không ai biết được gì hết. Người ta khen mình giỏi kệ, nghe cho vui thôi, nhưng chắc chắn là mình không giỏi rồi, được chưa? Khi nào người ta khen em giỏi, người ta khen em giàu mà em không ngượng á thì lúc đó thành công. Còn khi người ta khen em giỏi, em giàu mà em cười ha há hay là thôi thua rồi, người ta sợ lại nói ôi chị nhìn vậy mà tầm thương biết thấp, em bán nghề em cũng không làm, ok chưa? Vậy thì chính các bạn là cái người thay đổi cuộc đời của mình, cho nên nó là cái gì? Tư duy. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh, sinh viên và đoàn viên có mặt ở đây, và hy vọng rằng là các bạn là đang là những thế hệ thanh niên, thế hệ Bác Hồ, thế hệ chúng ta rất là tự hào vì cha ông đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, và chúng ta sinh ra và lớn lên ở một cái thời đại mà công nghệ nó phát triển rất cao, và chỉ có chúng ta là được hưởng thụ thôi, và chúng ta chỉ được thừa hưởng những thành quả đó thì không có gì mà chúng ta không thành công được, đúng không? Ngày xưa người ta làm giàu rất là khó, người ta xây dựng uy tín rất khó, nhưng bây giờ rất là dễ, mà đã dễ như vậy mà tụi em không làm được nữa thì tụi em nên xem lại bản thân của mình, anh thì lại đập đầu vô gối rồi chứ không thể nào sống được rồi đó. Cho nên tối nay phải đập đầu vô gối là phải thành công, phải khởi nghiệp được không? Và phải thay đổi, phải tư duy, và đặc biệt là lên trường phải lắng nghe giảng viên nha, tại vì mình là khách mời đến mà không nghe các giảng viên thì em không coi gì đúng không? Đúng không? Và tôi hôm nay có nghe giảng viên không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8